Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của khối các nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 26,46 tỷ đô la Mỹ và trong đó thì tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đã có 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 7,6 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,36 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cần khởi công công trình mở rộng sân bay Điện Biên trong tháng 1 năm 2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10 năm 2023 như đã báo cáo. Xây dựng lại tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Điện Biên để phối hợp kiểm tra, đôn đốc. Phía Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Điện Biên để thống nhất về thời gian đóng cửa cảng hàng không Điện Biên đảm bảo phù hợp đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án. Theo quy định điều chỉnh cục bộ sân bay Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025 sẽ xây dựng một đường lăn rộng 15 m nối đường băng nối và sân đỗ máy bay dân dụng mới, xây dựng sân đỗ máy bay đảm bảo nâng công suất đón từ 300.000 hành khách một năm lên 500.000 hành khách một năm. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua ngày 27 tháng 11, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu bay cùng của hãng Vietjet khiến cho một chiếc bị gãy đứt cánh. Và trong quá trình lăn vào sân đỗ thì máy bay VN-A544 đã va chạm với đầu mút cánh máy bay Airbus A321neo mang số hiệu VN-A636 cùng của Vietjet đang đỗ. Phần đầu mút cánh của máy bay đang lăn vào vị trí đỗ 52C đã bị rụng, rơi xuống sau va chạm. Đại diện hãng hàng không Vietjet xác nhận chiếc máy bay từ Đà Lạt về đã va quệt vào đầu mút cánh máy bay đang đỗ, khiến đầu mút cánh bị gãy. Thời điểm đó, trên máy bay có 122 hành khách và phi hành đoàn, tất cả đều an toàn. Cả hai chiếc máy bay tạm thời dừng khai thác để đánh giá kỹ thuật, phục vụ điều tra sự cố theo yêu cầu của nhà chức trách. Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết sự việc đã được báo cáo lên Cục Hàng không Việt Nam. Bước đầu nhận định đây là lỗi của phi công điều khiển chuyến bay trở về từ Đà Lạt. Cảng đã tạm giữ bằng lái của phi công, lập biên bản, điều tra làm rõ sự cố này. Sau khi xảy ra đã có mặt tại hiện trường làm việc các bên có liên quan, tạm thời giữ bằng lái của tổ bay, giấy phép hành nghề của nhân viên đăng ký hiệu. Báo cáo Cục Hàng không và vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chính thức sẽ xác định sau khi điều tra. Bước đầu đánh giá tổ lái tàu bay lăn vào sân đỗ có thể đã điều khiển tàu bay chưa chuẩn. Trước đó, ngày 2 tháng 11, cũng tại sân bay Nội Bài, khi máy bay A321 của hãng Bamboo Airways bay chặng Hà Nội Phú Quốc được đẩy từ vị trí đỗ ra đường lăn để khởi hành, thì đuôi máy bay này đã va vào buồng lái của chiếc máy bay đang đỗ tại vị trí gần đó. Toàn bộ hành khách sau đó đã phải chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình. Sự cố buộc hai máy bay phải tạm dừng khai thác để đánh giá kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, dự án tuyến đường kết nối điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được khởi công từ đầu quý 2 năm 2021, và đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu kết nối giao thương giữa các địa phương, phát triển du lịch sau khi thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì nhiều máy móc cùng hoạt động với tần suất cao đã gây bức xúc cho người dân trong vùng dự án. Ngôi nhà 2 tầng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thoại ở tổ 6 khu 3B phường Giếng Đáy được xây dựng gần 10 năm. Trước đây không xuất hiện các vết rạn nứt tường, tuy nhiên khoảng từ tháng 7 vừa qua, dự án tuyến đường kết nối điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng có đưa máy móc vào đào đất, lu nền tần suất cao nhiều nên nhà ông và một số hộ có nhà giáp dự án xuất hiện các vết nứt rạn. Nhà tôi bị nứt là do bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8 vừa rồi ấy, là cái máy lu nó lu đường này. Đường có chặt thì nó lu phải lu mạnh,
lũ mạnh thì nhà tôi ở gần đường thì nên bị lắc, bị rung, cho nên nó bị lứt một số các cái đoạn ở trong công trình nhỏ. Mấy lũ ấy, là đầu tiên là cửa, mâm, chạn, bát, thế rồi mái tôn, nó đều là chạch hết. Thậm chí bát lúa, mọi tàu ăn cơm bát mắm ở trên mâm, nó cũng rung. Trước khi tôi trình báo lên đơn ấy, là tôi đã ra phường tôi báo cáo anh chủ tịch phường và đã cho tôi xin số điện thoại của bên ban dự án. Và tôi đã nói chuyện với anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng bảo là anh ấy giảm tải. Nhưng mà tôi không thấy tình trạng giảm tải, mà tôi thấy tốc độ giảm tải ngày một đi lên. Thứ nhất, ngày thứ hai tôi gọi điện anh tại anh ấy bảo là đang chờ các ban bệ đến để xem tình trạng là dân nứt và xem có đảm bảo cho đời sống nhân dân không. Thế nhưng anh ấy đã chặn số và không nghe điện thoại của tôi phản hồi. Dự án có cao độ lớn so với mặt đường nên những hộ dân sống ở trên khu vực có độ dốc càng lo lắng hơn, nhất là trong đợt mưa to ngày 24 tháng 9 đã có công trình nhà dân bị sạt sụt phải ra cố kè để giữ an toàn. Tôi rất ủng hộ về cái dự án của mở rộng đường cho dân sinh xã hội rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó là các dự án cũng phải quan tâm và cái chính quyền cũng phải quan tâm đến người dân để xem là cái sự an toàn của người dân như thế nào. Đến nhà tôi giờ cũng là lứt ở trong nhà rất là nguy hiểm. Mỗi một lần máy đến làm là 4-5 cái máy làm việc thì trong nhà rất là rung lắc. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Giếng Đáy đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố để có điều chỉnh phương án thi công và hỗ trợ người dân diện bị ảnh hưởng. Sau khi nhận ý kiến thì Ủy ban phường đã báo cáo Ủy ban thành phố và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố tại văn bản số 1505 ngày 19 tháng 11 và đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Người dân phường Giếng Đáy cũng phản ánh trong quá trình thi công, đơn vị thi công còn là bục đường ống dẫn nước, đường điện sinh hoạt của người dân. Ngoài ra công trình thi công ngay trước cổng trường tiểu học Lý Thường Kiệt, hàng ngày có hàng nghìn học sinh phụ huynh lưu thông qua nhưng không có biển báo, không trang dây cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn, mất an toàn giao thông. Về phía Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố cho biết, đơn vị sẽ thuê đơn vị độc lập thẩm định để có phương án bồi thường cho các hộ dân. Vào sáng nay 28 tháng 11, Cảng Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã khởi công xây dựng nâng cấp bến số 1 của cảng, đồng thời ra mắt cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ cảng điện tử Airport phù hợp với sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Dự án có kinh phí đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Việc đầu tư nâng cấp bến cảng số 1 sẽ đưa công suất xếp dỡ thông qua hàng hóa của Cảng Quy Nhơn từ 8 triệu tấn một năm lên 15 triệu tấn một năm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, xuất nhập hàng hóa của khu vực miền Trung Tây Nguyên, phù hợp với tiến trình nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Quy Nhơn đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tại các địa bàn biên giới thì mối quan hệ giữa các đơn vị, bộ đội, biên phòng và chính quyền, nhân dân địa phương lại càng gắn bó khăng khít. Và tại khu vực biên giới phía Bắc Tây Nguyên, những năm vừa qua đã có nhiều mô hình kết nghĩa quân dân với quy mô khác nhau, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Mấy ngày nay, anh A Bông phấn khởi vì dãy cà phê của gia đình đến kỳ thu hoạch, được mùa, được giá. Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn xã, mà nhiều hộ đồng bào rẻ chiêng như gia đình anh mấy năm nay đã mạnh dạn chuyển từ trồng cây gỗ bời lời sang cây cà phê, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Mấy chú bộ đội tuyên truyền nó là kỹ thuật canh tác cả trồng cà phê, cho nên gia đình phá bời lời đi trồng cà phê được cái năng suất nó cao hơn, thu nhập gia đình nó ổn định hơn. Đây cũng là một trong những trường hợp điển hình của mô hình kết nghĩa giữa chiến sĩ biên phòng với hộ đồng bào dân tộc thiểu số mà đồn biên phòng Đắk Long tích cực triển khai những năm gần đây nhằm đồng hành cùng đồng bào phát triển kinh tế. Đồn đã triển khai một số mô hình cụ thể giúp cho bà con nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế. Thứ nhất là mô hình kết nghĩa giữa cán bộ đồn biên phòng là người dân tộc thiểu số với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, để xây dựng mô hình trồng cây cà phê, trồng cây mắc ca. Trong khi đó, tại huyện Ngọc Hồi,
việc xã biên giới đặc biệt khó khăn Đắc Xú xây dựng thành công xã nông thôn mới cũng có phần góp sức không nhỏ của các cán bộ chiến sĩ biên phòng. Với nhiều mô hình, dự án thiết thực giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo. Bộ đội biên phòng cũng tham gia các dự án giúp dân phát triển kinh tế xã hội, như là trước đây thì có mô hình trồng nghệ, sau này là mô hình nuôi heo sinh sản, nuôi ngang. Được sự quan tâm của đồn biên phòng xã Đắc Xú cũng tạo điều kiện cho hai gia đình tôi nuôi được cái mô hình nuôi heo đen này. Tôi cũng rất là cảm ơn và rất là vui vì thứ nhất thì cái nuôi mô hình heo đen rất là phát triển rất là tốt. Vừa qua, các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum đã đồng loạt tổ chức lễ kết nghĩa với Ủy ban Nhân dân 11 xã biên giới, với các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả quy chế phối hợp ký kết hàng năm giữa cấp ủy, chỉ huy đồn và cấp ủy chính quyền địa phương. Lễ kết nghĩa thì tạo thêm lòng tin, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng ủy, chính quyền địa phương và các hai đồn biên phòng, tạo nên sự thống nhất cao trong các lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, phát triển lòng tin của nhân dân vào bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với lễ kết nghĩa, bộ đội biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đã trao tặng bò giống cho con nuôi đồn biên phòng cùng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn. Các hoạt động thiết thực này không chỉ thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân mà còn góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới Tây Nguyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh Truyền hình Thông Tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.